Rồi, vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc đang truy cập vào kênh của Minh Chiến, âm thanh bãi Bình Định. Và sau đây, em sẽ test cho bác ở Lào Cai, đó là con Technic 8065, là dòng lọc chuyên nghiệp cho anh em chơi, nghe nhạc mạng hoặc là hát karaoke, nó rất là tuyệt vời. Con này bên em phân phối cho anh em hàng tuyển chọn là giá 8 triệu nha anh em. Tầm 8 triệu thì chưa có con lọc nào qua con lọc này nha anh em. Nó là lọc chuyên nghiệp, sử dụng là 64 cần. Anh em chỉnh nó rất là hay. Và tiếng nó không bị chói nha anh em, nó hay ở chỗ đó. Và công suất đẩy nó rất là khỏe nha. Nó màu đen. Màu đen màu xám đấy. Anh em có thể phối ghép rất là nhiều âm ly màu đen và màu xám, rất là đẹp. Cấu hình rất là gấu, tiếng cho ra rất hay. Không bị đổi giá nên đi thường. Tuy là em người bán nhưng mà em đánh giá những lẹp của Technic rất là đẳng cấp. Giá tiền không bị đội như dòng Victor mà tiếng rất là hay. Tất cả các giải nó sang sát nhau, nó không bị chia ra nhiều nên tiếng anh em chỉnh nó không bị chói này. Giải bass anh em có thể can thiệp rất là rộng này, từ 16 đến số 3 bình thường. Mấy cái lọc kia chỉ có giải số 3 thôi nè, còn giải trép rất là cao nha, rất là nhiều luôn. Rất là đẹp luôn nha. Và mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình. Anh em có thể kết bạn Zalo, Facebook nha. Và anh em đừng quên đăng ký kênh để luôn luôn được cập nhật những video bên em. Đây là em gửi cho anh Nam ở Lào Cai. Và em đang test cùng với con là Sansui 707 lợi cha. Con này bên em bán giá cho anh em là 16.500.000 nha. 16.500.000 một con 707 lợi cha, hàng đẹp kem. Tất cả nguyên bản hàng bãi chưa có tay người sử dụng Việt Nam. Thì 707 lợi cha em chỉ còn một con thôi nha. Có cả 907 lợi cha, vân 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 rất là nhiều. Rồi, em đi vào vấn đề chính là test con lọc chuyên nghiệp này cho anh em cùng tham khảo tiếng. Đây là chưa có lọc nha anh em, qua lọc này. Đây chưa có lọc này. Đấy, có lọc đây này. Tiếng nó khác liền. Đặc biệt cái lọc này nó tiếng nó ra nó mịn mà, nó không có chói, nó hay ở chỗ đó đây nè. Và cấu hình ruột rất là khủng. Đấy đó. Đây là đã qua lọc nha.
Để em sẽ mở bên trong cho anh em cùng chiêm ngưỡng cấu hình bên cua tem của nó nha. Đây là những sản phẩm chưa được mở thôi nha, rất là cứng. Rồi em sẽ thao tác là mở nắp cho anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Này, đây là sản phẩm nha anh em thấy cấu hình khớp khủng không? Rất là nhiều mạch và tụ cao cấp. Đây là những sản phẩm lọc gọi là chuyên nghiệp thì nó được trang bị rất là dày đặc những linh kiện cao cấp như bên này cũng thế này. Đấy. Và phần đây là phần cho anh em gạt, anh em nghe bát nhiều hoặc là chép nhiều, rất là đẳng cấp. Đấy. Rất là mới nha anh em. Rồi xin chào anh em nào có nhu cầu về con lọc này thì liên hệ cho em 8065, giá là 8 triệu bao ship cho anh em, là những con lọc cho tất tiếng rất là hay trong tầm tiền mà không bị đội giá nha. Rồi mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ cho em.